Có đổi danh hiến gì nữa chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Bạn nhận gì đấy hả? Tôi xin lỗi, tôi cố gắng tôi xin lỗi hôm nay. Xin vợ yêu tha thứ nhá. Vợ yêu ơi, thấy hôm trước tôi đi hội thánh ấy, thấy hội thánh đang phát động dâng hiến cho tòa nhà ấy. Này nhá,